Bitcoin đã tăng lên 50.000 đô rồi, bây giờ mình có hold tiếp hay là không? Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại là Huy đây. Trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình giá của Bitcoin và tình hình thị trường crypto. Và video này sẽ có chủ đề là Bitcoin nó đã tăng lên 50.000 đô. Và lúc này thì mình có hold tiếp hay không? Thì hôm nay mình cũng đã chứng kiến được là Bitcoin nó đã vượt cái vùng cản tâm lý đó là 50.000 đô và vốn hóa cũng đã bắt đầu đổ vào thị trường khi mà các cái phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin về giá của Bitcoin. Đây, các bạn thấy là ở trang VN Express cũng đã đưa tin về giá Bitcoin nó tăng mạnh và Vietnamnet cũng đưa tin về giá Bitcoin ha. Thì sắp tới thì mình nghĩ là Bitcoin nó vẫn sẽ còn tăng tiếp theo phân tích kỹ thuật, thì bởi vì là vùng giá này nó vượt được thì nó cũng sẽ là tăng lên được cái vùng kháng cự cũ ở trên khung khung đây khung khung ngày ha, đó là quanh cái vùng giá đó là vùng 56 cho đến 58.000. Hiện tại thì nó vẫn đang chạm cái vùng kháng cự này, vùng kháng cự ở đây là vùng đáy cũ trước đó, đây là cái vùng lý thuyết đao trước đó mà khi mà nó sập một lần thì nó hồi lên, sau đó nó sập một phát nữa, đây là trong quá khứ của Bitcoin, cho nên là cái vùng mà tầm giá là 50 cho đến 52.000 đó là cái vùng cũng kháng cự cũng khá là cứng đối với giá của Bitcoin. Thì cái việc cần làm của mình á bây giờ là mình tiếp tục mình hold những cái đồng coin mà mình đang nắm giữ và quan sát thật là kỹ giá của Bitcoin, và nếu như mà có dấu hiệu đảo chiều mà nó phá cái vùng lý thuyết đao ở những cái khung như là khung H4 là khung 4 giờ hoặc là khung ngày thì mình sẽ thoát và hy vọng là sẽ là một nhịp thoát hàng đúng thời điểm ha. Và mình sẽ cập nhật mới nhất cho các bạn ở trên kênh YouTube của Merchant ATM và kênh channel Telegram của đội ngũ Merchant ATM ha. Các bạn có thể tham gia bằng cái đường link mình để ở dưới phần mô tả của video này nhé. Thì hôm nay thì các bạn thấy là Bitcoin cũng đã vượt 50.000 đô và top tăng mạnh nhất ấy, trong đó thì có cái đồng coin LRC, đây là cái đồng Lockring. Thì đây là cái đồng coin mà trước đây mình cũng đã có chia sẻ với các bạn ở trong channel Telegram, đó là mua nó ở quanh cái vùng giá là 0.38 đến 0.4 này, hiện tại thì cũng có lãi tương đối tốt rồi. Ok, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua cái tình hình khung tuần của Bitcoin thì như thế nào. Thì hôm nay thì các bạn thấy là nó Bitcoin nó đã đóng đến tuần và cũng đóng đến là tiếp tục là một cái nến tăng, bởi vì là càng về cuối phiên đóng đến tuần á thì phe mua và phe bán nó sẽ giằng co với nhau rất là nhiều. Và với cái biểu đồ hiện tại như thế này thì phe mua nó chiếm ưu thế hoàn toàn so với lại phe bán ha. Và nếu như cái nến tuần này nó đóng đến một nến tăng thì cái chỉ báo động lượng AO này nó sẽ tiến dần lên cái được coi là cái mức độ dương của chỉ báo này, thì Bitcoin nó vẫn có thể là nó sẽ break được cái vùng ATH, break out khỏi vùng ATH của nó là quanh vùng 65.000. Nó có thể là nó sẽ tăng vượt luôn, tăng vượt vùng 65.000 và nó sẽ tiến thẳng lên vùng 100.000 sớm thôi ha. Thì đó là cái dự định cũng như là cái dự phóng của mình trong những cái tuần và những cái tháng sắp tới của Bitcoin từ đây cho đến cuối năm. Thì đó là theo tình hình phân tích kỹ thuật. Tiếp theo thì chúng ta thấy được là hiện tại tình hình thị trường á, nó đang rơi vào cái điểm Bitcoin là cái điểm cực kỳ tham lam, bởi vì là cái chỉ số này nó đã lên đến mức đó là mức 79 rồi, hôm qua nó là ở mức 76 cũng cực kỳ tham lam và hôm nay thì đang ở mức 79. Thì cái khúc này á, các bạn cần đánh spot, được coi là đánh trade margin hoặc là trade spot á, đánh thật là kỹ lưỡng và nhìn quan sát thật là kỹ những cái khung, và mình cũng sẽ liên tục cập nhật với các bạn. Thì bởi vì là khúc này nếu mà nó sập một phát thì nó sập rất là mạnh, cho nên chúng ta vừa đánh tiến vừa đánh thủ luôn ha, cho nên nó sẽ an toàn hơn và bảo vệ cái phần vốn của chúng ta nó sẽ rất là tốt. Thì data on chain thì các bạn thấy là hôm qua và hôm kia thì số lượng Bitcoin được nạp và rút lên tất cả các sàn á, nó có sự biến động rất là mạnh. Khi mà vừa có 10.000 Bitcoin được rút ra thì ngay ngày hôm sau có 10.000 Bitcoin được nạp lên sàn trở lại, và hầu hết thì mình có kiểm tra thì mình có thấy là nó được nạp và rút ở trên những cái ví phái sinh, bởi vì là dòng vốn bắt đầu đổ vào thị trường phái sinh rất là nhiều rồi. Ở những cái video trước mình cũng đã có cập nhật đó là chỉ số open interest, thì nó cho thấy là dòng vốn đổ vào thị trường phái sinh nhiều thì thị trường hưng phấn và sôi động rất là nhiều. Và các bạn thấy là tình hình hiện tại thì thị trường nó đang bùm đâm rất là mạnh ha, với cái biên độ giá của Bitcoin nó được coi là dao động cũng tương đối lớn. Còn về những cái ví của sàn giao ngay á, sàn giao dịch giao ngay á, thì nó không có sự biến động về cái lượng nạp và rút ròng, cho nên các bạn thấy là hầu hết
thì nó sẽ biến động từ những cái được coi là những cái giao dịch phái sinh ha, ở trên những cái sàn phái sinh. Ok, về cái tình hình dự trữ Bitcoin trên tất cả các sàn thì nó không có cái sự được coi là sự biến động mạnh, bởi vì là hiện tại nó vẫn đang nằm có xu hướng giảm thôi, và cái nguồn cung Bitcoin trên sàn nó đang cạn kiệt đi và trở nên khan hiếm, cho nên là hiện tại thì về lực cung cũng như là lực bán Bitcoin trên sàn á, nó không có nhiều, cũng như là người bán họ cũng đang dần muốn tích lũy Bitcoin nhiều hơn và chờ đến cái vùng giá kỳ vọng, cũng như là vùng giá này được coi là vùng giá FOMO, đó là vùng 100.000 đô ha. Ok, về cái được coi là cái chỉ số của những cái ví cá voi thì các bạn thấy là hôm qua hôm kia thì các bạn thấy là chỉ số này nó giảm rất là mạnh, cho thấy là các cái ví cá voi không có dấu hiệu bán đi Bitcoin ha, không có dấu hiệu bán đi Bitcoin của họ đã nắm giữ, và các bạn thấy là nếu như nó tồn tại ở mức giá này, ở mức chỉ số này thì Bitcoin nó vẫn còn tăng rất là mạnh, bởi vì là không có áp lực bán từ những cái ví cá voi. Và hôm qua thì có một cái lực bán đến từ những thợ đào, bởi vì là hiện tại thì họ thấy là mức giá này cũng tương đối tốt để họ chốt lời, cho nên là họ cũng bán Bitcoin ra ha. Đó là trường hợp của những thợ đào. Và như mình nói thì các bạn thấy là chỉ số open interest, đây là cái khối lượng vốn, dòng vốn hóa được đổ vào cái thị trường phái sinh cũng như những cái hợp đồng mà long short được mở ra, thì các bạn thấy là nó đang chạm ở cái quanh cái vùng được coi là vùng 6 tỷ đô, hơn 6 tỷ đô rồi. Và nếu chúng ta giống quá thì trước đó nó cũng chạm 6 tỷ đô, và dưới mức lúc đó Bitcoin ở quanh cái vùng giá là 52 cho đến 55 ngàn, thì hiện tại khả năng cao Bitcoin nó vẫn có thể là nó sẽ lên đó, bởi vì là khi mà dòng vốn hóa được đổ vào thị trường phái sinh nhiều thì giá của Bitcoin nó cũng sẽ được tăng rất là mạnh, trong quá khứ nó diễn biến như vậy ha, và khả năng thì nó cũng sẽ tạo ra những con sóng tăng sắp tới cho Bitcoin. Về dòng vốn hóa thị trường thì các bạn thấy là hiện tại vốn hóa thị trường nó đã chạm vượt được cái vùng được coi là vùng down rồi, và nó break out của vùng này thì mình thấy là nó đã đi vào cái giai đoạn uptrend rồi ha. Và các bạn thấy là cái này thì mình cũng chia sẻ rất là lâu rồi, thì hiện tại nó đang hướng lên cái vùng tiếp theo là vùng 2.459 tỷ đô, thì vùng này là vùng kháng cự hiện tại của vốn hóa thị trường crypto này, cho nên là các bạn cần cân nhắc nếu chúng ta chốt lời, chúng ta canh ở những cái vùng này, chúng ta chốt lời dần ra ha, bán từng phần ra. Còn vốn hóa của Oncoin thì cũng như vậy, nó cũng đã break out vùng down và nó có một nhịp thử lại retest ở đây, và đây là cái nhịp được coi là nhịp mua Oncoin cuối cùng, và hiện tại thì không có nhịp nào mua Oncoin nữa ha, cho nên là hiện tại nó đã tăng lên rồi, nó tăng lên sắp tới nó tăng lên cái vùng là 1.400 tỷ, thì Oncoin nó sẽ vẫn còn tăng rất là mạnh trong thời gian sắp tới. Về cái thị phần của USDT thì nó cũng đang giảm tiếp tục rất là mạnh, và trong cái đoạn giảm này thì Oncoin cũng như là Bitcoin nó sẽ tăng, bởi vì là dòng vốn hóa của USDT nó sẽ chuyển sang, và nhà đầu tư họ không có muốn nắm giữ USDT nữa, và họ dùng USDT đó họ FOMO, họ mua Bitcoin và Oncoin rất là nhiều, và khiến giá nó đẩy rất là nhanh ha, rất là nhanh và mạnh, và chúng ta cũng nên chốt lời ở những cái vùng giá kỳ vọng của chúng ta. Và EOS thì các bạn thấy là hiện tại trên cung 4 giờ nó đã break out khỏi cái nêm này rồi, nên tích lũy, và mình thấy rằng cũng có một cá mập cá voi ha, cũng có một cá voi đã mua EOS rất là nhiều, là hơn 800.000 đô, gần 1 triệu đô với cái đồng EOS này ha, hiện tại thì cũng đã lãi là hơn 20% rồi, giá hiện tại của nó là 5,6 mà bạn này mua là tầm 4,9 đô. Ok ha, cũng 20% là tầm 160.000 đô rồi ha. Mình sẽ phân tích những cái đồng altcoin mà các bạn có comment, thì đầu tiên sẽ là đồng BNB. Thì BNB hôm nay thì có một cái tin tức tốt, đó là ông chủ CEO của sàn Binance đã có siêu về một streak trên Twitter về cái giá của đồng BNB, và mình thấy là hiện tại nó cũng đã chạm đúng cái vùng ông ấy siêu hôm nay rồi, đó là vùng 500 đô một BNB. Và các bạn thấy hiện tại thì nó đang chạm cái vùng Fibo 0.618 này, các bạn có thể chốt lời ngay quanh khúc này hoặc là hold tiếp theo thị trường. Hiện tại thì thị trường nó vẫn đang là một cái con sóng tăng rất là mạnh, cho nên là chúng ta vẫn cứ hold và kéo stop loss lên để bảo đảm cái phần vốn cũng như là lợi nhuận của chúng ta ha. Thì nếu là mình sẽ hold và mình kéo stop loss lên. Ok, trailing stop. Và cái vùng BNB nó sẽ hướng đến là quanh vùng ATH là vùng 650 đô. Còn Ethereum là đồng coin thứ hai này, đứng thứ hai thị trường, thì các bạn thấy là nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng rất là tốt, và nó cũng đã phá mô hình hai đáy và mô hình tam giác giảm, và nó phá lên rất là mạnh và đang hướng đến cái vùng giá kháng cự cũ, đó là vùng 4.000 đô một Ethereum. Thì hiện tại thì cái thị phần của Ethereum mình thấy là cũng đang giảm và nó chưa có sự tăng mạnh vượt cái vùng cản ở trên cung tuần, cho nên là Ethereum nó vẫn chưa có leading được thị trường altcoin, nhưng mà altcoin nó vẫn còn tăng rất là mạnh rồi.
cho thấy được là cái luật chơi hiện tại nó đã khác hoàn toàn so với lại năm 2017, 2018 ha. Ok, và bên Ethereum thì vẫn tiếp tục hold tiếp đến vòng 4 ngàn đô được hả các bạn? Ok, và video này của mình đến đây kết thúc, và hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bổ ích dành cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành ra 5 giây để nhấn like, subscribe, và các bạn có thể comment chia sẻ những cái đồng altcoin muốn mình phân tích ở dưới phần bình luận, hoặc những ý kiến đóng góp để mình có thể giải đáp nhanh nhất và sớm nhất để giúp kênh ngày càng phát triển ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.